Gỗ Thánh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2017. Ở Đồ Gỗ Thánh Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị một đoạn video clip Thánh Luân tôi vừa lắp đặt xong. Một ngôi nhà phòng thờ. Phải được bộ nội thất phòng thờ cho gia đình nhà chú Độ ở Siêu Phan, Mê Linh, Hà Nội. Trên hình quý vị đang thấy là chúng ta sẽ đi vào khu vực phía trong nhà. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái bộ sản phẩm mà Đồ Gỗ Thánh Luân tôi vừa lắp đặt xong cho gia đình nhà chú. Trước tiên chúng tôi giới thiệu đây là bộ hoành phi câu đối lòng mo và cửa võ rất đẹp, được Đồ Gỗ Thánh Luân chúng tôi đã treo và lắp đặt đúng vào không gian vị trí phòng thờ của gia đình nhà chú, nó rất đẹp. Và bốn đôi câu đối kia quý vị đang nhìn thấy phía trong đây là chúng tôi là làm theo cái chữ đặt của gia đình nhà chú. Và toàn bộ chữ, câu đối này câu đối lòng mo liền khối rất lớn và rất dài, và các chữ được thì chúng tôi làm theo đúng cái chữ mà gia đình đưa ra. Và phía trong cùng kia là một bộ một chiếc cuốn thư mai điểu, và phía trên này là bức hoành phi phúc tổ đường rất đẹp và giá trị. Toàn bộ các sản phẩm trên được làm 100% bằng gỗ mặt, và phía dưới là một chiếc ngai thờ, và phía dưới nữa là một chiếc sập thờ mai điểu nhị cấp hàng khủng 2m17 và chiều sâu là 1m65, rất sâu và rộng và rất to và hoành tráng. Và ở phía dưới nữa đây là chiếc sập cẩm lai mặt một lá hàng chọn vân vip. Bộ Đồ Gỗ Thánh Luân chúng tôi là lắp đặt vào đúng vị trí không gian phòng khách của gia đình nhà chú. Và phía bên hồi phía bên tay phải kia là bộ trường kỷ đục tích tam quốc bằng gỗ vụ ta Quảng Bình. Đó, gia đình đang triệt hưởng ngoạn trên bộ bàn ghế. Và ngày hôm nay thì sáng sớm này chúng tôi là đi thì sáng sớm là cũng đã có một đội thợ rất hùng mạnh đã đến lắp đặt xong cái nội thất phòng thờ cho gia đình nhà chú. Và thực sự là chúng tôi vẫn còn rất thiếu rất nhiều đồ. Những cái chiếc giường, kệ tivi, nội thất phòng khách, bàn ghế chúng tôi vẫn chưa xong. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2017, chúng tôi lắp trước bộ nội thất phòng thờ trước, sau đó là còn nội thất phòng ngủ và phòng khách chúng tôi sẽ lắp sau. Đây là chiếc sập cẩm lai mặt màu lá chọn vân đẳng cấp rất đẹp, một cái vân gỗ này. Mặt này là mặt một lá liền tấm luôn. Vân gỗ rất deep luôn. Đây là chiếc sập thờ mai điểu. Sập này là sập tứ diện. Cái sập này, sập thờ này nó rất to, rất hoành tráng, rất dày dặn. Phần lần chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu để mẫu mã kích thước của loại gỗ, và chúng tôi là chuyên thi công lắp đặt, thiết kế thi công lắp đặt các nội thất phòng thờ, phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ. Chú đọc cho cháu mấy đôi câu đối này. Bên này là bên phía tay phải là phúc. Phúc ấn trăm năm tổ tiên còn để lại. Bên này lề lết gia phong con cháu phải giữ gìn. Và câu đối phía trong ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm, cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ. Quá hay rồi, tuyệt vời. Ở đây như vậy là bốn cột nhà thì chú thiết kế là bốn chiếc câu đối, rất chi là hay và ý nghĩa. Treo bên này này.
dối cái gì, cá mà có một con cá bên bên này con bên kia có gì đấy, nó luôn vẫn bị treo đấy, cái gì đó mà treo đấy, cái dạo có lại ngày 24 tháng 12 năm 2017. Và phía bên này thì bộ tủ chèo giường kỷ, bộ cũ của gia đình được trưng bày ở đây rất đẹp. Ngày hôm nay thì Thành Luân chúng tôi là rất chi là vui mừng lắp đặt xong được cái bộ nội thất phòng thờ cho gia đình chú Độ ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Và ngoài các sản phẩm này ra, chúng tôi còn giường và bàn ghế và tủ kệ tivi, còn rất nhiều các sản phẩm đang được hoàn thiện dần để chuẩn bị đi lắp cho gia đình nhà chú, để cái không gian phòng khách nhà chú được hoàn thiện hơn. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn. Chúng ta cùng đi tham quan một vòng phía ban công ngoài nhà chú, rất rộng, không gian rất đẹp. Alo. Mẹ bảo cho xuống đi. Rồi điện cho Luân, đợi con tí con đang quay lại xem. Thế anh à? À thế anh nghĩ à, đợi em tí nha. Chúng ta thấy trên này bộ thất phòng thờ của gỗ Thành Luân đã hoàn thiện. Tôi xin nhắc lại, hôm nay là 24 tháng 12 năm 2017, Thành Luân chúng tôi đã lắp đặt xong nội thất phòng thờ cho gia đình nhà chú Độ ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, gồm một bộ cửa võng, cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối, với sập thờ và ngai thờ, với sập cẩm lai mặt bằng lá, bộ trường kỷ và còn rất nhiều các đồ khác tại đồ gỗ Thành Luân đang dần hoàn thiện và lắp đặt cho gia đình chú. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin kính chúc gia đình nhà chú luôn luôn an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.